Tại sao cái đĩa cơm trứng lại là một cái thứ gây kinh dị? Đây là game có đồ họa xấu nhất lịch sử. Ồ, tao có phải là hơi đói rồi? Đương nhiên, việc đói đêm là thường xuyên xảy ra với tất cả tình trạng chung của giới trẻ bây giờ thôi. Cứ đêm mà chúng ta đói, cả ngày chúng ta không bao giờ đói, mà đêm đánh tí điện tử là chúng ta sẽ đói. Tốt hơn hết là tôi nên đi xem là tôi có cái gì để ăn không. Nào, hãy cùng đi tìm một chút đồ ăn vào buổi đêm. Ồ, có cả lựa chọn là đi ngủ này. Tôi nghĩ là nếu mà tôi không tìm đồ ăn, tôi đi ngủ luôn là cái con game này nó sẽ kết thúc luôn đúng không? À, nó bắt tôi phải ăn đấy các bạn ơi. Tôi không chắc là tôi có thể ngủ được. Cố ngủ à? Ơ, lại có cả cái tính năng cố ngủ cho tao. Cố ngủ ấy. Rồi, game kết thúc luôn, đỡ phải nghĩ. Bạn đã cố ngủ mà không ăn gì. Rồi, kết thúc tựa game cơm trứng nha các bạn ơi. Thật là tuyệt vời, game rất là hay. Đó là nếu các bạn không muốn gặp bất kỳ cái trường hợp nào kinh dị thì các bạn tốt hơn nhất là các bạn đi ngủ luôn. Tôi nghĩ là tốt nhất chúng ta nên làm theo đúng những cái gì mà game muốn chúng ta làm. Mở đèn lên này và đi tìm một cái gì đó để có thể ăn. Ui, anh em mình có thể làm được gì đây? Tủ lạnh. Thứ duy nhất mà tôi có thể trông cậy được khi mà tôi đói đó là tủ lạnh. Thì bây giờ nó không còn đồ ăn. Thế tôi có thể làm được gì nhỉ? Gì? Ở cửa sổ vừa vứt vào cho tôi một cái menu về một cái cửa hàng gì đấy. Ừ, một quán ăn Trung Quốc. Có thể nó sẽ rất là ngon đấy anh em ơi. Nghe cái món ăn này đã thấy ngon rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi ăn một chút cơm trứng chiên. Và họ không giao hàng. Có lẽ là tôi sẽ phải vào trong đấy và ăn một chút cơm rang trứng rồi. Tôi có thể gọi cho mẹ, gọi cho bạn hoặc gọi cho cảnh sát. Nhưng mà tại sao tôi lại gọi cho cảnh sát khi mà tôi đói nhỉ? Tôi nghĩ gọi cho cảnh sát nếu mà khi mà tôi đói là một cái lựa chọn không tốt chút nào. Tôi sẽ đi ăn cơm rang trứng đây. Ở nhà tôi có cái đèn pin không? Tôi nghĩ là tôi sẽ đem theo. Các bạn tia nhanh cho tôi phát xem có cái đèn pin nào để không để tôi còn ra ngoài không, tối quá. Tuyệt vời. Sống ở một cái nơi mà người ta không hề có điện đó ngoài đường. Nhưng tôi quyết định không mua cái đèn pin. Mà thứ tôi quyết định mua lại là cơm rang trứng. À đây chúng ta có đèn pin mà. Let's go. Đi thôi. Rồi có đèn pin rồi. Cả nhà mình ơi, đi lên ô tô luôn. Cái điều tuyệt vời đây là tôi hóa thân vào tất cả những cái nhân vật trong game kinh dị. Và tôi đều có ô tô để đi nhá. Và tôi không biết lái xe. Yes sir. Đi ăn cơm rang trứng vào buổi đêm là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Ô, chúng ta có thể mở được cả radio ở trên ô tô này. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi không muốn nghe vào cái lúc này đâu. Tất cả các chương trình radio trong game kinh dị đều nghe rất kinh. Anh quên ví rồi. Không phải đến mức như thế à các bạn ơi. Cái game này thực sự là nó có đầu tư đến mức là chúng ta cần phải lấy ví để đi ăn cơm không? Tôi cảm giác cái điều đấy chắc chỉ xuất hiện trong GTA 6. Xuống xe thôi nhỉ. Let's go. Cửa hàng đây. Chính là cái cửa hàng đấy rồi này. Hãy order một suất cơm chiên trứng. Hello tình yêu của mình nha. Em cất công đến đây vào nửa đêm chỉ để ăn món đấy thôi. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Phục vụ tao bữa cơm chiên trứng. Mày có thể giúp gì được cho tao nữa? Chẳng lẽ mày bán tao cái đồng hồ à? Một cơm chiên trứng nhanh. Of course. Đương nhiên rồi. Giá của nó là 2,8 euro. Ok. Thật ra là 2,8 euro là khá là rẻ cho một cái bữa cơm. Và nó phục vụ cho các bạn vào buổi đêm. Các bạn cũng không thể nào mà đòi hỏi gì nhiều hơn. Ôi không, tôi quên đem tiền của tôi rồi. Tôi sẽ lái xe quay trở lại nhà tôi và lấy nó ngay lập tức. Ổn không? Ok, nó ổn thôi anh. Đồ ăn của anh sẽ được chuẩn bị trong vài phút. Trong khi mà anh đang đi về lấy tiền. Đừng đi quá lâu nhé. Bởi vì bọn tôi sắp đóng cửa rồi. Ok, ok, ok. Không vấn đề gì, tôi sẽ đi nhanh thôi. Chú ý khi mà các bạn... Giật ca mình cái thằng này nữa. Vào order đi, tao quên tiền rồi. Có một bạn nào đấy vừa bảo tôi quên đem tiền. Và thực sự là game này nó chỉn chu đến mức là chúng ta cần phải đem tiền theo thật ạ. Về nhà và lấy tiền thôi. Nhưng mà tôi sẽ sẵn sàng có thể đi đi về về như thế này chỉ để có một bữa ăn đêm ngon miệng. Tôi là một người rất hay đói đêm. Và tôi cực kỳ hạnh phúc khi mà họ chuẩn bị cho tôi một cái bữa cơm chiên trứng nó ngon vào buổi đêm. Nào, tìm tiền của bạn. Thật ra là tôi nghĩ là tôi không bao giờ tìm được tiền của tôi. Vì tôi làm gì có tiền đâu. Không có tiền đâu, tìm làm gì cho nó mệt. Donate đi thì còn có. Tiền tôi có thể cất được ở đâu nhỉ? À, đây rồi. Đây. Đây là ví tiền tôi đúng không? Tại sao tôi lại có một cái ví tiền trông quá giống là giống nữ vậy? Tôi thấy nét là tôi nên quay trở lại và trả tiền cho họ ngay. Bởi vì họ đang chuẩn bị cơm chiên cho tôi trong khoảng thời gian mà tôi đi mà. Ồ! Anh em ơi, cách tình yêu của mình ơi. Tôi vừa thấy một quả lấp ló ở sau cái cục đá này. Là tôi nhìn nhầm hay không nhở? Hoặc là kiểu mấy thằng trẻ con
điên cu con buổi đêm hay kiểu nghịch nghịch ấy các bạn ấy. Được rồi, chắc là nó không có cái vấn đề gì đâu. Để ý đến cái bụng của mình thì tốt hơn đấy, là để ý mấy cái sự vật lung tung này. Đang đói lắm rồi, không có nhiều cái thời gian. Game này kinh dị hả anh? Game về ẩm thực, kinh dị đâu mà kinh dị. Nào, quay trở lại nhà hàng chung, trả tiền cho bữa cơm chiên trứng của tôi. Có gì đó không ổn à? Cái gì không ổn đâu chị gái? Tiền đây. Đương nhiên là không rồi, ta đã quay trở lại với tiền của tao. Ý anh là sao? Tôi đánh hơi thì có cái gì đó không đúng rồi này. Khi mà nó cứ liên tục hỏi mấy cái câu như này. Trả tiền cho bữa cơm chiên trứng, nhớ không? Bạn anh không nói gì với anh à? Anh ấy đã trả tiền cho bữa cơm chiên trứng của anh rồi. Mày thấy tao giống người có bạn không? YouTuber thì làm gì có bạn? Đúng vậy. Anh chàng mà đến ngay sau bạn đấy, anh ấy đã trả tiền. Anh ấy không phải là bạn của tôi. Cô để anh ấy lấy đồ ăn của tôi à? Ý là cái thằng đấy nó bảo là nó sẽ cầm bữa cơm chiên trứng đấy và đem đến đưa cho tôi. Có thể cái người đấy chính là Duy Lê. Tại sao anh lại làm vậy? What the fuck? Hãy gửi lời này đến Duy Lê. Anh ấy đã là người lấy bữa cơm chiên trứng của tôi trước, và bây giờ anh ấy có trách nhiệm phải trả lại cho tôi cái bữa cơm này. Tôi không phải là bạn của anh Duy Lê. Tại sao anh ấy lại... tôi không hề biết điều này và tôi sẽ hỏi đầu bếp để nấu cho anh một bữa cơm chiên trứng khác. Cảm ơn cô, điều đấy rất là tuyệt vời đấy. Rất là tuyệt vời trong cái giai đoạn ta đang rất đói. Hãng game này làm cái mặt của cái cô nhân viên này quá là nhợt nhạt, anh em hiểu không? Tôi cảm giác là tôi còn không nhìn được cái lỗ mũi của cô ấy nữa. Lỗ mũi của cô ấy được hiển thị bằng đúng 2 cái pixel ạ. Tiền của cô đây, cảm ơn anh nha. Đừng quên là lấy bữa cơm của anh trước khi anh rời đi. Chúc anh buổi tối ngon miệng. Ok, yes sir. Trông nó ngon đấy anh em ơi. Trông nó rất là đượm ấy. Về nhà thôi. Bọn mình ăn ở nhà, tôi tưởng là ăn tại quán chứ. Được rồi, cửa hàng đồ chung này có cái hệ thống cửa gỗ tự mở, tự đóng. Khả năng cửa hàng này phải nhờ một cái linh hồn của một cụ nào đấy, người chung, giúp làm cái hệ thống tự đóng đấy. Nhưng mà cái điều đấy không quan trọng. Quan trọng là cái gì đây? Hello tình yêu, tôi cần một chút tiền cho chuyến xe buýt. Những người bạn sẽ giúp lẫn nhau, cho anh ấy một chút tiền, hoặc là cho thằng này tiền hoặc là không cho. Tôi thì cũng không phải là một người có quá nhiều tiền. Ban nãy các bạn cũng có thể thấy là cái ví của tôi rất là nhỏ. Nhưng mà thằng này nó lại là một người ăn xin. Khoan, tao chưa bao giờ thấy cuộc đời tao lại thấy một thằng ăn xin mặc áo chim cò, kiểu áo thời trang và hip hop như mày cả. Quá vô lý. Mà ăn xin kiểu gì để dâu quay nón. Cái này không hề là xúc phạm, cũng không phải là body shaming hay là gì cả. Nhưng các bạn hãy nhìn cái khuôn mặt tròn tròn này, với cái kiểu đầu này, là cái người này trông quá giống anh Dương FG. Xin lỗi anh Dương FG nhé, nếu mà anh có xem buổi livestream đấy. Nhưng mà cái cậu đang ngồi đây nhìn quá giống anh Dương FG ạ. Các bạn nhìn này, what the fuck. Xin lỗi anh Dương FG nhé. Được rồi, tôi nếu bởi vì anh ấy quá giống anh Dương FG nên là tôi sẽ cho anh ấy tiền. Thank you. Anh là người hùng của tôi. Họ sẽ viết một bài hát về anh bạn à. Một vài gã khá là dị hợm sẽ chạy theo xe của anh khi mà anh rời nơi này. Cái gì đấy? Tôi cho anh ấy tiền và anh ấy cho tôi một lời khuyên, là sẽ có một vài gã dị hợm bám theo xe của tôi và hãy cẩn thận. Là sao? Ngó qua cái con phố này một chút xem mà. Phố này cũng khá là kinh đấy anh em ơi. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi thẳng về nhà và ăn cái bữa cơm trứng này. Tôi không muốn có bất kỳ một cái gã dị hợm nào bám theo xe của mình. Và các bạn hãy để ý kỹ hai bên đường nhá, xem có cái gì không. Có thể nhìn lại đằng sau không? Nhìn lại đằng sau như mù luôn. Thôi được rồi, tôi nghĩ là chúng ta đang đi ô tô. Ây! Kiểm tra thiệt hại về cái xe của bạn. Có một thằng khỉ ho cò gáy nào đó vừa ném thứ gì đó vào xe của tôi và vỡ luôn cửa kính rồi. Bát cơm chiên trứng. Tôi không thể tin nổi. Ai đó đã ném cái thứ này vào tôi. Tốt hơn nhất là tôi nên lái xe chậm hơn và đi về nhà. Tôi chỉ muốn ăn bữa cơm chiên trứng của tôi. Thằng này là một thằng rất là tỉnh táo. Tôi là một nhân vật rất thông minh. Trong những giờ phút như này không đi kiểm tra vớ vẩn, đặc biệt là kiểm tra vào buổi đêm ở trong một tựa game kinh dị. Vào nhà thôi. Và đóng cửa lại. Rồi, đặt đồ ăn của bạn vào bếp. Ui giời ơi. À, thiếu nợ hay sao mà bị nó ném vậy mặt. Hết cá hồn. Trả lời điện thoại. Ai lại gọi cái giữa đêm giữa hôm này để tao ăn cơm đi. Hello. Hello, đây là nhà hàng Trung Quốc ạ. Tại sao nhà hàng Trung Quốc lại gọi tôi nhỉ? Tôi trả tiền rồi cơ mà. Có một cái gọi là một cái chai bia miễn phí cho anh.
Và cũng có một cái hộp bánh miễn phí nữa. Hãy đến và lấy chúng. Hãy đến và lấy chúng đi. Chỉ vì tôi đặt một bữa cơm chiên trứng và nó cho tôi một lon bia và một hộp bánh miễn phí á. Hello. Nó tắt máy luôn rồi. Đã dập máy rồi, thật là kỳ lạ. À, đến và lấy những cái đồ miễn phí hoặc là ở nhà và ăn cơm chiên trứng. Đương nhiên là tôi sẽ đến và lấy đồ miễn phí rồi. Miễn phí mà các bạn, cái đồ nào mà nó miễn phí thì chúng ta không nên bỏ lỡ. Anh em hiểu không? Để tôi giải thích, tôi đi bằng ô tô mà, chứ tôi có đi bộ đâu. Tôi không nên lái xe, tôi đoán là tôi nên đi bộ. Cảm ơn hệ thống đường bộ nha. Được thiết kế và xây dựng bằng những cái cây, với xung quanh là không một cái đèn nào. Cảm ơn các kiến trúc sư, các kỹ sư cầu đường ở cái khu phố này nhá. Bạn làm rất tốt. Hello anh. Anh là anh đi dạo thôi đúng không? Được rồi, thằng là một người đi dạo thôi các bạn ơi. Đường dành cho người đi bộ thì đương nhiên là sẽ phải có người đi bộ rồi. Không thể nào là chúng ta là người đi bộ duy nhất ở đây được. Nó cắn anh đấy á. Đâu, cậu ấy không làm gì tôi các bạn ơi. Và tôi đi qua một cách rất là bình thường thôi. Đặc biệt là chàng trai đấy còn đang ngân nga hát nữa. Một người rất yêu đời đấy chứ. Cái anh chàng ăn xin ban nãy cũng đã rời đi rồi. Rất là lời nhá, bọn mình lại còn được một cái hộp bia này và một cái hộp bánh miễn phí nữa này. Bọn tôi đang bận lau dọn. Hãy lấy đồ uống của bạn và rời đi. Đây, bia này. Hộp bánh đâu? Có hộp bánh không? À, chỉ cho bia thôi đúng không? Chúng ta... Tôi quên khóa cửa đúng không? Tại sao cửa nhà tôi lại đang mở nhỉ? Khoan, ban nãy cái cửa hàng đấy gọi tôi, nó bảo là sẽ tặng cho tôi một hộp bia và một hộp bánh miễn phí. Tôi đến thì chỉ thấy hộp bia, không thấy hộp bánh đâu. Nhưng về nhà thì lại thấy hộp bánh đang để trên bàn rồi. Tại sao nó lại ở đây được? Mở hộp bánh ra xem nào. Bên trong hộp bánh có một dòng chữ: ai cũng có lỗi lầm. Là sao? Tắt cái này đi, tao kinh quá. Ok. Ô, tôi nhớ là ban nãy khi mà tôi rời đi là tôi có để đèn mà. Ây! Người đàn ông lạ mặt đã đâm bạn rất nhiều nhát. Bạn thấy anh ấy mỉm cười, hắn ta ở cạnh bạn cho đến khi bạn chết. Ám sát bạn không bởi vì cái điều gì cả, chỉ vì là cái sự bệnh hoạn của nó. Và nó không bao giờ bị bắt. Cảnh sát tìm thấy cái người làm ở trong cái quán cơm chiên trứng đấy cũng chết vào ngày hôm sau, bị giết một cách vô cùng man dợ. Họ xem qua cái camera an ninh thì tìm thấy cả bạn. Cảnh sát tìm thấy máu của bạn đầy nhà bạn. Tốc độ bonus đã được thêm vào. Nó cho phép bạn chạy và lái xe nhanh hơn. Có để làm cái quái gì? Ta sẽ không bao giờ vào lại cái trò chơi này đâu, chứ ngồi đấy mà chạy và lái xe nhanh hơn. Không bao giờ nên lấy cái gì đó miễn phí. Các bạn phải luôn nghi ngờ về những điều miễn phí nhé. Không có cái gì là miễn phí cả và bạn phải luôn trả cái giá cho nó. Hôm nay là tôi ăn được một bữa cơm chiên trứng, thêm được một tí bia và bánh miễn phí và tôi phải đổi lại cả cái mạng. Và thậm chí là tôi có đã ăn được đâu, tôi còn chưa được ăn luôn ý. Và đó là tất cả những gì con game cơm chiên trứng này muốn phản ánh cho chúng ta. Và nếu mà các bạn thấy thích video này, hãy bấm cho tôi một nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tuyệt vời tuyệt vời. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong buổi like cũng như là trong video lần sau nha. Bye bye anh em. Bye bye. Bye bye. Tặng cho anh em một nụ hôn.